nó đỡ đi thôi, chứ mà lúc đầu cũng kiểu cảm thấy kiểu buồn không chịu nghe đúng không, mọi sự nói chuyện rất là ngạc nhiên quá, rất là ngạc nhiên khi mà nghe cô kể là con chị cứu mẹ vậy đó, chị không tin luôn á. Chị nói trời ơi mẹ cứu vui lắm, chứ bao giờ buồn đau lỡ nhà tại sao con không chia sẻ với cả mọi người buồn mà không chịu nghe. Dạ tại vì mấy chị em cũng biết rồi, con không muốn nhắc lại chuyện buồn nữa. Dạ mấy chị cũng biết mẹ đi 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 xa rồi cho nên là cũng không có nói nữa, tại vì sợ làm gì. Dạ con không có. Hồi xưa là khi ba ba ở nhà thì là bố thường hay nói chuyện với ba. Mẹ là mới đi học dễ là con nói với ba là con nay con đi học cũng ổn sao rồi, rồi xong nay con học ở trường sao rồi con được mấy điểm. Mẹ mẹ không có ba thì con nói với mẹ nhiều hơn, với lại con không có quan tâm tới ba nữa. Dạ tại vì ba đi nhiều quá. Chị nói lớn lên cho bé nghe. Rồi là ba đi nhiều rồi, những lúc mà ví dụ nào cô thấy cũng cần ba. Dạ là những lúc mà con ở nhà nếu mà con bị hư cái gì á mà con không sửa thì con chỉ nhờ ba sửa thôi, chứ không có việc gì mà không cần ba hết. Cần ba sửa sửa rồi nhưng mà cô có lần nào cô chia sẻ là con cảm thấy mệt mỏi quá là con cứ về nhà tự làm cái này tự làm cái kia mà không có ba cô chia sẻ lại. Dạ là nếu mà không có ba bên cạnh á thì con sẽ nhờ mẹ làm việc này việc kia phụ con, rồi nếu mà mẹ không có phụ được thì con sẽ nhờ mẹ chỉ. Có một bữa nhớ một bữa hôm nay con cũng buồn ngủ thì không ở con đã đi quay rồi, mà hôm nay buổi sáng phải casting rồi xong muốn thức dậy muốn đi ngủ nữa nhưng mà em bắt là phải đi casting, em bắt con phải đi làm đi diễn. Con không có cái gì mà con phải chống đối là mẹ đúng không? Ba con có mẹ cũng lấy cây cũng rồi rồi cho hết vậy. Mà nhà có mắt ta là vì con vui quá là mấy gì đâu sáng ngày sớm đúng không? Ở lớp ngoài thì con đặt liền. Dạ là con đi quay về con buổi rồi đi về rồi 1 giờ sáng nha đi về sáng ngủ liền là về. Dạ vậy mấy chị chăm cho đứa con ổn quá vậy là con cũng ngủ được, chứ lại còn bật đèn nữa. Dạ không, ở nhà là có một đèn đứa con và mấy chị chăm ở trong mẹ cũng chăm nữa. Không ăn được. Cái chuyện mà con cảm thấy mình mỗi lần nhắc lại cô muốn nào chị này cũng luôn đứng mắt tại vì là con cảm thấy mọi người con thương con như thế nào. Dạ là con nói là mọi người nhận diễn con. Nhưng mà con đi diễn mệt lắm. Nhưng mà mẹ không có biết là con đi diễn mệt cái cỡ nào. Tại vì trong lúc quay á con thời giỡn mà. Nhưng mà con giỡn mẹ con vui đúng không? Tại sao con mệt không? Tại vì sự mệt của mặt con là như vậy. Tại vì nếu mà con mệt á thì mọi người cũng sẽ mệt theo. Tại vì ở trong làng ai cũng mệt hết rồi, bây giờ nếu mà cũng mệt đó thì thiên đàng nó sẽ không có rồi là không có vui nữa. Con nghĩ cho mọi người vậy nhưng mà có khi nào mà cô còn buồn hay còn giận mẹ được gì đó không? Mình đã cố gắng sức mà mình không ghi nhận mình nữa. Con nghĩ là không đâu.
mẹ cũng hiểu con rồi. Biết được chữ này thì con viết tiếng bao nhiêu chữ cũng xấu.